Thưa quý vị, cuối giờ chiều nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Ngô Thị Kim Yến chủ trì cuộc họp trực tuyến Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố với các đơn vị địa phương để tiếp tục chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng chống dịch. Trong ngày hôm nay, Đà Nẵng ghi nhận 142 ca mắc mới COVID-19, trong đó có 40 trường hợp chưa được cách ly. Tất cả các quận huyện đều có các ca mắc có nguy cơ lây lan cho cộng đồng. Các điểm nóng trong ngày được xác định bao gồm công ty Matrix, công ty Việt Hoa, công ty Thuận Phước và một số ca cộng đồng tại quận Sơn Trà, Hải Châu và Thanh Khê. Đến nay đã có 97,7% dân số từ 18 tuổi trở lên tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19. Trong khi đó, tỷ lệ này ở lứa tuổi 12 đến 17 tuổi là 93,8%. Qua ý kiến của các đơn vị địa phương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến nhận định, tình hình dịch hiện nay vẫn còn diễn biến phức tạp, vì vậy các địa phương tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, tập trung lưu ý các điểm phong tỏa ngăn chặn dịch lây lan. Chúng ta cũng cố gắng hết sức để mà rà soát và đánh giá các cái khu phong tỏa và có cái việc mà khoanh và lấy mẫu xét nghiệm kịp thời để mà đưa phát hiện sớm F0. Cái nội dung thứ hai mà chúng tôi cũng đã giao cho Sở Y tế là đánh giá ngày 20 thì đánh giá cái toàn bộ cái kết quả sơ bộ cái thí điểm của F0 và tham mưu ngay cho thành phố để có việc triển khai cái điều trị F0 tại nhà với cái diện rộng và không thí điểm nữa. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đề nghị Sở Y tế sớm hướng dẫn thêm và cụ thể hơn về lực lượng y tế và các vấn đề liên quan để mở rộng việc cách ly điều trị F0 tại nhà. Quận Liên Chiểu có phương án cụ thể đảm bảo phòng chống dịch khi mở lại chợ Hòa Khánh. Đề nghị các đơn vị địa phương tăng cường công tác kiểm tra, nhắc nhở và xử phạt các trường hợp vi phạm phòng chống dịch. Lưu ý các sự kiện tập trung đông người dịp cuối năm phải đúng quy định.